Hello chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cách để bạn cài đặt và fix được lỗi của Delta VNG ở trên iPhone. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt trước, sau đó thì mình sẽ hướng dẫn cách để bạn fix được cái lỗi này nhá. Đó, hiện tại thì nó đang xảy ra cái lỗi như này, thì các bạn sẽ không thể chơi được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt trước. Để cài đặt được cái phiên bản này ở trên iPhone thì các bạn tải cho mình hai file. File thứ nhất có tên là Zlog VNG Login, file thứ hai có tên là Delta VNG. Đó, sau đó thì các bạn sẽ cài cho mình cái phiên bản Zlog VNG trước. Các bạn sẽ bấm vào Zlog VNG này, bấm vào giải nén cho mình. Sau khi giải nén xong, nó sẽ có một cái thư mục là Payload. Thì các bạn sẽ bấm Payload này, bấm Zlog.app này, bấm ký cho mình này. Sau đó bấm chữ ký này, thì nó sẽ hiện ra cái thư mục như này. Thì nó sẽ chạy phần trăm. Khi nào nó chạy từ 0 lên đến 100% thì nó sẽ cho các bạn cài đặt. Thì các bạn sẽ bấm cài đặt cái phiên bản Zlog VNG Login vào cho mình. Đó, đây là phiên bản login nhé. Thì ở cái phiên bản login này thì các bạn sẽ nhập cho mình cái tài khoản và mật khẩu của các bạn vào cái phiên bản này. Sau đó thì các bạn sẽ vào lại cho mình cái app Enzyme. Các bạn sẽ cài lại cái phiên bản Delta VNG. Đó, các bạn sẽ thoát ra. Các bạn sẽ thoát ra nhé, mình sẽ thoát ra nhé. Mình sẽ thoát ra cho anh em dễ làm nhé, dễ hình dung nhé. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào dấu ba chấm này, bấm vào nhập này, bấm vào gần đây này, bấm vào Delta VNG. Sau đó thì các bạn sẽ nhập cho mình cái phiên bản Delta VNG vào máy các bạn. Sau đó các bạn bấm vào đây, bấm giải nén cho mình. Sau khi giải nén thì nó sẽ có một cái thư mục là payload 1. Thì các bạn sẽ bấm vào payload 1 này, bấm vào zlog.app này, bấm ký này, làm tương tự như vừa nãy nhá, bấm chữ ký cho mình. Sau đó bấm cài đặt thì ngay lập tức nó sẽ cài đặt đề file được cái phiên bản này. Các bạn sẽ bấm vào đây các bạn chơi thì nó sẽ xảy ra một cái lỗi như này. Đó, nó sẽ không cho các bạn x bỏ cái này đi. Các bạn sẽ không thể chơi được. Thì để khắc phục được cái này, các bạn làm theo mình nhá. Các bạn làm theo mình. Các bạn sẽ bấm vào cái Google Chrome. Đó, Google Chrome, và các bạn gõ là zlog.com. Đó, thì nó sẽ hiện ra một cái cổng đăng nhập như thế này. Ở cái bước này thì các bạn sẽ x bỏ cái này đi, x bỏ cái dưới này đi nhá, x bỏ cái dòng dưới này đi. Và ở đây thì các bạn sẽ nhập cho mình cái tài khoản và mật khẩu của các bạn vào đây. Thì mình xin phép được che đi cái tài khoản và mật khẩu này. Đó, mình sẽ đăng nhập lại từ đầu và mình sẽ hướng dẫn lại từ đầu cho anh em xem. Các bạn đợi mình một chút nhá. Mình sẽ đăng nhập nhanh thôi. Sau đó mình sẽ vào bên trong cho anh em xem. Đó, như vậy là mình đã đăng nhập thành công. Thì sau khi các bạn đăng nhập thành công thì nó sẽ hiện ra một cái thông báo như này. Thì các bạn sẽ bấm là tiếp tục trong trình duyệt cho mình. Đó, tiếp tục trong trình duyệt. Các bạn lưu ý là phải sử dụng Google Chrome. Nhớ nhá, bắt buộc phải sử dụng Google Chrome. Những bạn nào không sử dụng Google Chrome mà sử dụng Safari hoặc là một cái trình duyệt khác thì nó sẽ bị lỗi. Nó sẽ yêu cầu bạn phải tải cái phiên bản ở trên App Store, còn nó không cho bạn mở cái phiên bản có trên máy đâu. Ở bước này thì rất là đơn giản rồi. Các bạn sẽ tìm đến phiên bản Zlog này, các bạn bấm Zlog. Đó, bấm Zlog, sau đó thì các bạn sẽ bấm nút này cho mình. Đó, bấm vào cái nút chạy này cho mình. Bấm nút chạy thì nó sẽ mở ra. Đấy, ở cái bước này nhá, bước này rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng nhá. Khi nó hiện lên như thế này, đó, bình thường nó sẽ mở đấy, iTunes đúng không? Thì các bạn vuốt xuống và các bạn mở cho mình cái hiển thị cửa sổ. Ở cái bước này thì mình sẽ thoát trở ra và mình sẽ vào lại nhá. Sau đó thì mình sẽ, nó hiển thị là luôn luôn hiển thị cửa sổ. Thì các bạn phải bấm vào cái cửa sổ đó thì mới được. Đó, con nhìn thấy cái cửa sổ không? Bấm vào cửa sổ luôn. Bấm vào cửa sổ cho mình. Thì nó sẽ mở sang cái trang như thế này. Ở bước này thì các bạn sẽ bấm cho phép cho mình. Đó, bấm mở cho mình. Đó, nó rất là đơn giản như vậy thôi. Chỉ cần một vài cái mẹo đơn giản như vậy thôi là các bạn đã có thể chơi được ở trên iPhone rồi. Và bắt buộc các bạn phải mở bằng luôn luôn hiển thị cửa sổ. Đó, thì các bạn mới có thể mở được bằng cái app Delta. Còn nếu như các bạn không mở cửa sổ thì các bạn sẽ không bao giờ mở được, tại vì nó mặc định nó sẽ mở bằng iTunes hoặc là mặc định nó sẽ mở bằng cái App Store, thì các bạn sẽ không thể chơi được. Ok nhá. Đó, đến bước này thì tất cả các bạn đều biết cách fix cái lỗi này ở trên iPhone. Thì mình xin dừng clip đây. Còn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ với giáo dục mình để mình có động lực mình làm nhiều video hay và hữu ích cho anh em xem. Một yêu cầu nhỏ nhoi nhiều thôi. Bây giờ thì ok, bye, chào mọi người.